Buôn Chim Mê không muốn dừng lại ở tỷ số này, họ tiếp tục tấn công dồn dập đối phương. Và một quả ném biên lỗi của cầu thủ Y Buôn Miện Hữu Bình. Vẫn đi lên lên, bút chạy, cơ hội. Vẫn là Inoli, bút miệng. Cầu thủ 7 đã phá bóng an toàn. Cầu thủ 7 xuất bật cảnh. Vẫn là anh Vũ. Cánh này ra bóng. Một pha phá bóng an toàn của bút chột. Vẫn lên Oli. Oli rất khéo léo. Một quả tạt bóng. Rồi, Quân Hua. Vẫn là cầu thủ số 19. Ê Ban Nhân rất khỏe. Rất khỏe và kỹ thuật. Vẫn là Ê Ban Nhân. Inoli, một pha tạt bóng kỹ thuật, kịp không? Không được rồi. Mặc dù trời rất nắng nóng, nhưng cầu thủ của chúng ta đang cho khán giả xem một trận đấu hết sức quyết liệt. Vẫn là Ike. Đó là một pha kê chân. Trọng tài đang nhắc nhở cầu thủ số 11. Sau trận đấu này sẽ là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Buôn Erong B và đội tuyển Buôn Gia Lành. Chiều nay sẽ diễn ra 3 trận đấu. Một quả phát bóng lên cho thôn thứ nhất. Vâng, đây là mùa giải thứ 2 thôn thứ nhất tham gia giải bóng đá xã Corona. Ở mùa giải thứ nhất, họ đã để lại ấn tượng rất đẹp cho người hâm mộ khi đã tiến rất sâu vào mùa giải năm 2016. Ở thôn thứ nhất có một cầu thủ, có hai cầu thủ rất kỳ cựu của thôn thứ nhất, là cầu thủ Izan. Vâng, bên thôn thống nhất có hai cầu thủ mang số áo số 9. Vâng, một cú đánh đầu của Y Kế. Sóng gió đã trôi qua trước cầu môn của thôn thống nhất. Một quả phát bóng lên. Một quả ném bóng rất mạnh của cầu thủ Khánh. Vẫn là Cánh. Cánh và Kế. Cánh Kế được không? Không được rồi. Cánh không thắng được Ké, và Ké đã chạy lên. Một quả ném bóng lên. Goal! Ui giời, một quả đá bóng rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Vâng, một phần y tế đó rồi ạ. Một cầu thủ của thôn thống nhất đang rất đau. Thì đau như sao bây giờ? Thế tôi nghĩ đó là một tình huống rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Vâng, đề nghị bộ phận y tế đó là một quả ném biên cho đội tuyển thôn thống nhất. Cơ hội.
Một quả ném biển, lấy đâu? Không được rồi. Billy. Vâng, một quả phạt góc cho đội tuyển Bun Chu Bê. Hôm nay là một ngày làm việc rất là nhàn nhã của cầu thủ thủ môn Y Chột. Anh ta hôm nay không có những tình huống cản phá. Vẫn là cầu thủ Y Chột. Một quả phạt góc cho đội tuyển Buôn Chí Bê. Một quả phá bóng của cầu thủ Khánh. Cơ hội, anh Vũ tung bóng. Vâng, bóng đã đi hết đường biên dọc. Ý miệng. Quyết định quá người. Một quả phạt góc cho đội tuyển Buôn Chí Bê. À, cho đội tuyển Thôn Thống Nhất. Vâng, đó là pha trượt chân rất ngơ ngẩn của cầu thủ số 9. Có vẻ sân của chúng ta hôm nay không được. Hụt bóng lúa, sút, sút, bóng đi chạy con dọc, xích chút nữa cầu thủ Iwa đã có một bàn thắng cho đội mình, một cơ hội không thể tốt hơn cho cầu thủ Iwa, nhưng anh ta đã bỏ lỡ. Vẫn là Ba Nhân, Inoli. Vẫn là Inoli, rất khéo. Một pha chuyền bóng, anh Vũ. Một quả bóng phạt góc cho đội tuyển Buôn Chí Bê. Mamo bóng phạt góc. Liên tục là những pha ép khung thành của đội tuyển Buôn Chí Bê. Ý miệng sẽ thực hiện quả phạt góc này. Tới. Inoli đã nổ súng, kiến tạo giỏi, sút pháo hay. Vâng, chúng tôi không thể có từ nào để tả về cầu thủ Inoli nữa. Anh ta rất là hay. Buôn Chí Bê có sự thay đổi rồi. Cầu thủ vừa ghi bàn đó là cầu thủ Inoli mang số áo số 6. Buôn Chí Bê có sự thay đổi người, sau khi đã ghi bàn thắng thứ ba thì họ đã chạy đường người. Anh Vũ quyết định đột phá, một cú sút, một quả phạt góc cho Buôn Chí Bê. Vâng, một trận đấu cho thấy sức mạnh của Buôn Chí Bê. Họ có những cầu thủ tấn công rất giỏi. Một quả tung vô lê của cầu thủ Bun Lẹo. Vâng, sau khi em Bun ké ra thì anh mang số áo 12 đã vô sân, đó là Y Bun Lẹo. Ơi, cái dù ơi. Hết rồi, đâu có biết đâu. Một trận đấu rất hay. Phải che lại cho cô chứ. Vâng, mùa giải năm nay Buôn Chí Bê thiếu rất nhiều trụ cột. Một trong những trụ cột rất quan trọng của họ là Icalet đã không thể tham gia giải đấu này. Một cú không vào. Tỷ số hiện tại đang là 3-0 nghiêng về đội tuyển Buôn Chí Bê.
thì bao phút đó rồi lại em ăn. Đấy mà tao cái dẫn lẻ 30 giá xe. Hai chị chứ. Vâng, trận đấu của chúng ta đã diễn ra được 13 phút. Và lấy miệng. Lọm lẻ. Vâng, bóng đã chạm tay. Inoli đá phạt. Một pha cá bóng rất tốt. Vâng, cứ thế trận này thì Buôn Gb sẽ có thêm bàn thắng. Một quả ném bóng lỗi của cầu thủ Imunua. Vâng, vẫn là Ban Nhân. Vâng, một pha đập bóng hụt của anh Inoli. Vâng, ở hiệp 1 thì chúng ta cũng đã thấy Butibe đã mất một trụ cột, đó là cầu thủ Ibun Tiên, đã gặp một phải một chấn thương rất nặng, anh không thể tiếp tục được trận đấu. Tiên mà tú chấn thương. Nhưng năm nay các cầu thủ dự bị. Vâng, một pha phá bóng rất an toàn của anh Gian. Anh Nhân ơi, tôi ra cho người ta đá với. Anh Minh Chủ. Vâng, cầu thủ. Vâng, cầu thủ Anh Nhân có vẻ đã xuống sức. Cầu thủ Italanang. Italanang số 8 đã vào tay cho Eban Nhân. Hai quả bóng mà một quả đâu? Sáng nay hai quả mà. Quá ra ngoài rồi. Vâng, các cổ động viên mà đứng sau các cầu môn thì chúng mình hãy giúp cho ban tổ chức nhặt bóng để trận đấu chúng ta diễn ra một cách nhanh gọn lẹ. Ra biên. Dạ, đừng có đồ cô. Bay chữ của ta. Tí này người ta không biết tên. Một quả phạt bóng. Phạt góc. Vẫn nó lê. Vâng, đó là một cú sút rất quyết đoán của anh Inoli. Em thông báo đã phải tới định kim một cái gì nhiều. Cứ nói được. 3 giờ lên rồi. 4 giờ nữa. Kẹt mày chứ. Kìa. Phải không? Thằng cu đang cầm. Chỗ con thằng cu cầm kìa. À, ọt thằng bọt đi mà không làm cái gì vậy? Phải ọt. Vẫn bún leo. Bún chạy. Bún leo. Bún kết. Vâng, cầu thủ vẫn là cầu thủ số 14. Anh Trang, một quả, một cú đánh đầu rất nguy hiểm của anh Trang, một quả phạt góc cho đội tuyển thôn thống nhất. Mặc dù đang bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 3-0, nhưng các cầu thủ thôn thống nhất đang có tinh thần thi đấu rất là tốt. Một pha đấm bóng ra rất an toàn của thủ môn Ibun Chột. Vâng, lan nặng. Nếu mà con nước thay về nữa đủ trung bài rồi. Inoli. Thật lẽ chắc mưa cùng vô thi. Không được rồi.
chạm tay Buôn Hua. Buôn Hua có vẻ một quả phát bóng lên cho đội tuyển Thôn Thống Nhất. Vẫn là Inoli, anh Vũ, vẫn là anh Vũ, sút. Vâng, một cú sút bay lên trời của cầu thủ anh Vũ. Đeo băng thủ quân cho đội tuyển Buôn Chi Bê không ai khác, đó là cầu thủ trẻ anh Vũ. Anh là một cầu thủ trụ cột của đội tuyển Buôn Chi Bê. Vẫn là Inoli, anh Vũ, Buôn Lao, Buôn Lao, quyết định xuất sắc. Không được rồi, vẫn là nỗ lực, rất tốt. Vẫn Lao, sút vào. Bước vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng Bún Lẹo đã có cho mình một bàn thắng. Cầu thủ Bún Lẹo mang số áo 12. Đây là siêu dự bị của đội tuyển Buôn Chi Bê, nhưng anh luôn mang lại hiệu quả cho đội tuyển Buôn Chi Bê. Nhưng mà lấy giờ rồi. Một bàn thắng. Em trả lời, anh đáp. Vâng, bên Thôn Thống Nhất có sự thay đổi người. Thay đổi người rồi. Ê, thủ môn, thứ dù hay thủ môn đen năng lên. Vâng, đội tuyển Thôn Thống Nhất có sự thay đổi bên phía thủ môn. Vẫn là Buôn Hua. Không được rồi. Rất tốt. Vẫn là Inoli. Inoli. Rất tuyệt vời. Rất kỹ thuật. Vẫn là cầu thủ Y Năng. Một quả cao bóng vào. Côi. Một quả đánh đầu rất nguy hiểm. Ở hiệp 1 thì em của Buôn Lẹo là Buôn Ké đã ghi bàn. Ở hiệp 2 anh đã trả lời. Anh đã có cho mình một bàn thắng. Hiện tại trên sân còn có một Buôn Miện và Buôn Hua. Anh em luôn à. Đội đố một đội bóng. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin thông báo. Hiện tại ban tổ chức chúng tôi đang thiếu sót một quả bóng. Vậy ai nhặt được quả bóng của ban tổ chức xin trả lại cho ban tổ chức. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo, hiện tại ban tổ chức của chúng tôi đang thiếu một quả bóng. Vậy fan hâm mộ hay là bà con, anh chị, ai nhặt được xin hãy trả lại cho ban tổ chức của chúng tôi. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Vẫn là Inoli, Y Năng, vẫn là Buôn Lẹo. Vâng, từ khi Buôn Lẹo bước vào sân, lối đá của đội tuyển Buôn Chi Bê càng hấp dẫn hơn. Tấn công mãnh liệt. Theo thông tin từ em là Y Buôn Có hồi sáng nói với bình luận viên là anh Buôn Lẹo là ốm nặng quá không thể ra sân được. Nhưng mà vì đam mê nên anh Buôn Lẹo dù ốm đau bệnh tật gì cũng cố gắng bước ra sân. Chúng ta hãy hoan hô cho tinh thần Buôn Lẹo đi. Vẫn lại chân. Vẫn lại chân. Không được rồi. Vẫn là Buôn Miện. Inoli. Vẫn là Inoli. Rất kỹ thuật. Buôn Lẹo. Anh Đỗ. Buôn Lẹo. Siêu dự bị của đội tuyển Buôn Chi Bê đã lên tiếng với một cú đúp. Anh chỉ
bước ra sân từ băng ghế chuẩn bị ở hiệp 2, như người ta đã có cho riêng mình hai bàn thắng. Các bạn cổ động viên của Bun Chi Bê đó. Hoan hô Bun Lẹo. Vâng, Bun Lẹo đã cho thấy một khả năng sát thủ ở khâu ghi bàn của mình. Anh ta rất nguy hiểm với những pha đột phá và xuất xa. Rất tuyệt vời. Nghiêng về trong đất tính. Vâng, còn lại là một cú sút của